Song Thanh Đạt Trần. Xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Các bác vui lòng ấn vào đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng rung chuông màu đỏ để không bỏ qua bất cứ những video clip, những báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay thì em Đạt Trần lên sóng một cặp loa siêu phẩm khủng long của Mỹ, cặp loa JBL Studio S310MK2, phiên bản thế hệ thứ 2 thưa các bác. Đây là một cái dòng loa khủng long của JBL với khả năng tái tạo chơi đa thể loại nhạc, dễ phối ghép âm linh. Chất âm của nó thiên hướng mạnh mẽ, chất âm uy lực, trong sáng và vô cùng là chi tiết. Cặp loa này đáp ứng có thể chơi được đa thể loại nhạc, dễ dàng phối ghép với hầu hết các cái dòng âm linh khác nhau. Một cặp loa ngon bổ rẻ trong cái tầm giá. Cặp loa này sở hữu kích thước là chiều cao là 97, chiều rộng là 33 cm, và chiều sâu của em nó là 35 cm thưa các bác. Với cấu hình 3 loa trên một thân thùng, một loa bass với đường kính 25 màng giấy gân cao su zin, củ loa sử dụng 5 châm kép 2 tầng, một loa mít giấy và một loa chép non. Cả loa thiết kế rất đẹp, sang trọng và tinh tế. Ngay phía trước mặt thì có một lỗ thông hơi và đáp ứng cho chúng ta có thể là dễ dàng kê bày với hầu hết các cái không gian, phòng khách, phòng nghe nhạc. Cặp loa này thì được ra đời vào năm 1999 đến năm 2000, và đời rất là cao rồi, cho nên chất âm của nó thì thiên hướng sạch sẽ và vô cùng là chi tiết, phù hợp các bác chơi đa năng, nghe nhạc, hát karaoke, xem phim đều rất là ok. Với trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 95 dB và công suất của nó lên tới 270W cho một thùng loa, rất là khủng long. Cặp loa này đáp ứng cho những cái phòng nghe cỡ vừa và lớn, từ 25m2 cho tới 40m2, nó đều có thể đáp ứng rất là tốt luôn thưa các bác. Tiếng bass, tiếng trầm của nó đánh sâu, uy lực, tiếng mạnh mẽ như bom. Phần trung âm thì rất là tốt và giải tép tơi, chi tiết và len keng. Trung âm của con này rất tốt, và đặc biệt là tiếng bass, tiếng chép của nó thì mạnh, uy lực khủng khiếp luôn. Cặp loa về rất là đẹp, vẫn còn nguyên cái chân zin của hãng, 4 cái chân rất là to. Bây giờ thì em sẽ tiến lại gần và quay chi tiết cho các bác chúng ta được xem chi tiết độ đẹp của cái cặp loa S310 Studio này. Em này thì thiết kế cái phần vỏ thùng của nó là màu xi, màu vân xám đá. Đây là màu xám ghi, xám đá đây, rất đẹp. Cái màu này thì quay lên thì nó không rõ, nhưng nhìn thực tế đây các bác xem, màu vân của nó rất là sang trọng. Đấy, màu xám còn rất đẹp nhá. Đấy, thùng vách này, góc cạnh này đẹp, nét căng luôn. Đấy, không có chảy xước hay bể lở gì. Ở đây thì logo JBL, cái dòng Studio đây ạ, hãng có viết cái chữ Studio đây. Đấy, tất cả các cái chi tiết này làm rất đẹp và điệu đà. Một cái loa bass đường kính của nó là 25, sử dụng màng giấy xếp gân cao su. Gân cao su này thì đánh chịu đòn, bass đánh như bass súp luôn, căng. Hãng phải bắt tới 2, 4, 6, 8 con vít để giữ cái khối bass này, rất là khủng. Tiếng loa còn đẹp, căng mọng nhá, chưa một cái vết cấn móp ở đây, kể cả loa mít cũng thế ạ. Màng màu trắng bạc, gân cũng là gân cao su gì, và loa chép rất gấu ạ, chép đòn này, nó có những cái họa tiết này, căng thì rất là đẹp và có các cái tác dụng về hiệu ứng âm thanh nữa. Tất cả họ bắt bằng cái ốc lục lăng, ốc inox lục lăng sáng quắc luôn. Ở phía dưới này thì còn một cái lỗ thông hơi, đấy, cũng có logo của JBL ở đây. Và chúng ta sẽ xem phía sau của cặp loa. Phía sau của cặp loa thì có một cái tem đây. Tem này là tem chống ngả đây. Đấy. Khi mà vận chuyển nhá. Đấy. Ở đây thì model Studio series dòng S310, dòng MK2 hay là mã các bác nhá. Đấy, trở kháng của nó 8 ohm. Phía dưới này cọc loa zin nguyên bản của JBL. Các bác có thể cắm dây hoặc là xoáy ra thì cũng có thể là đưa dây vào, siết vào đều ok. Đấy. Phía dưới này thì còn một cái tem nữa, họ ghi là Made in Mexico. Đấy, những cái dòng loa mà đời mới như này thì thường là được sản xuất hết ở Mexico, kể cả Boss hoặc là một số đời nữa.
chứ nó không làm tại Mỹ nữa. Mỹ chỉ có những cái loa Mỹ cổ thập niên 60, thập niên 70 thì họ mới sản xuất thôi. Sau này họ chuyển nhượng công nghệ, nó vẫn là hàng chính hãng của JBL nhưng mà làm tại ở tại các cái nước khác này. Cũng giống như là trên các cái đời loa Bose nó đều như thế các bác nhé. À, bây giờ thì em sẽ quay tiếp cái loa bên tiếp theo cho các bác chúng ta cùng xem ạ. Đây ạ, cái loa tiếp theo còn rất là đẹp ạ. Logo của JBL. Phòng vách đây ạ. Đấy, cái màu xám phân đá nổi bật, sang trọng. Đặc biệt là còn thùng vách nó còn đẹp. Đấy, không chảy trợt gì. Cái loa này căng mọng này. Loa chép của nó thì có một cái bảo vệ và cũng là cái tán âm, giúp cho cái âm chép nó lan tỏa hơn. Đấy, rất đẹp ạ. Loa mic đây ạ. Và đây là loa bass. Tất cả tuyến loa đều đẹp, căng tròn, rất đẹp, zin nguyên bản. À, thùng vách phía sau cũng thế ạ. Đây, cặp loa, cầu loa còn đầy đủ nguyên zin. Cặp này thì các bác chơi đa năng, đa thể loại rất là tốt. Và các bác cũng đã biết rồi, lâu lắm rồi shop em mới về được cái đôi này à, phải đến nửa năm nay rồi. Rất là nhiều các bác đặt hàng những cái dòng loa như này, tuy nhiên nó không về được. Ảnh thấy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nó ảnh hưởng rất là nhiều mọi cái vấn đề trong xã hội luôn. Hôm nay về được có một cặp thôi. Và em đặt trần xin được công bố mức giá bán 12.800.000 đồng cho cái cặp loa này. Các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em, 12.800.000 đồng, không bao gồm phí ship thưa các bác. À, còn một cái nữa đó là cái e-căng, em sẽ quay cái e-căng cho các bác xem. Dòng này thì nó sử dụng một cái e-căng khung nhựa zin, lưới vải màu đen, phía dưới vẫn còn đầy đủ logo của JBL. Bên trong khung xương còn rất là đẹp thưa các bác. Bây giờ thì test chất âm các bác đeo tai phone vào để nghe nhé, hoặc là kết nối ra hệ thống âm thanh nhà mình. 12.800.000 đồng cho cặp JBL Studio S310, hay là mã, mời các bác chúng ta cùng nghe. Chất âm này quá đã luôn, nó lành như dàn nhạc, các bác nghe như trên giảm hát luôn. Chúng ta cùng lắng tai nghe cặp JBL S310, hay là mã thể hiện. Cặp này là phiên bản nâng cấp của S310 trơn nhá. Nó cao hơn một chút và chất âm của nó cải thiện đáng kể luôn ạ. Mức giá rất tốt cho anh em chơi. Cái cặp này bây giờ không có nhiều trên thị trường, phải nói là rất hiếm. Tôi quên biết anh giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau vốn hẹn. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài. Bên nhau phút giây này, giờ ngày mai cách xa nhau.
thưởng thức chất âm của cặp S310 Studio và cặp loa với mức giá bán rất là tốt, với mức giá bán là 12.800.000 đồng, sản phẩm không bao gồm phí ship. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em. Bây giờ thì em sẽ chuyển qua cái thể loại nhạc trữ tình một chút để cho các bác chúng ta cùng được nghe cặp loa nó chơi đa năng, đa thể loại như thế nào. Em mời các bác chúng ta cùng nghe ạ. Trường Vũ, em mời các bác chúng ta cùng nghe nghe nốt một ca khúc nữa, sau đó em sẽ kết thúc video clip. Cặp loa này nghe quên sầu luôn, với mức giá bán 12.800.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy nhấc máy alo cho em.
vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đắng đầy trong lòng. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển nào mà không xanh thì tim em nhớ cho rằng tim vàng em sẵn cả đời. Em ơi ngồi đây ta cũng mong mình, ngồi đây mơ vẫn một mình với những mơ ước vậy. Em ơi ước gì mình là sao theo dõi video clip. Camera CBR S310 ở mức giá bán 12.800.000 đồng. Xin chào và hẹn gặp lại.